lúc đó bồ tát đại hạnh phổ hiền lại bảo tất cả đại chúng hải hội rằng các vị đại tử của phật các vị đại chúng nên biết thế giới hải có đủ thứ thẻ thẻ tức là thân thể thân thể của thế giới và thân thể của chúng ta giống nhau cũng có xương thịt máu khí vân vân ví như núi là xương cốt đất là thịt sông biển là máu nước uống là khí núi lở biển gào tức là triệu chứng bệnh hoạn núi lửa bạo phát đại địa chấn động tức là trái đất có hiện tượng bệnh đó là hoặc dùng tất cả bóng trang nghiêm làm thẻ hoặc dùng một bóng đủ thứ trang nghiêm làm thẻ hoặc dùng tất cả quang minh báu làm thẻ hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thẻ hoặc dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm thẻ hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thẻ hoặc dùng phật lực nhiếp trì làm thẻ hoặc dùng tướng báu đẹp làm thẻ hoặc dùng phật biến hóa làm thẻ hoặc dùng nhật Mani luân làm thẻ. Thẻ của thế giới hải này đưa ra 10 thứ làm đại biểu. Một hoặc dùng tất cả báu để trang nghiêm làm thẻ. Hai hoặc dùng một báu có đủ thứ trang nghiêm làm thẻ. Ba hoặc dùng quang minh tất cả các báu làm thẻ. Bốn hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thẻ. Năm hoặc dùng quang minh tất cả trang nghiêm làm thẻ. Sáu hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thẻ. Bảy hoặc dùng thần thông lực của Phật nhiếp trì làm thẻ. 8. hoặc dùng đồ thứ tướng báo đẹp làm thẻ 9. hoặc dùng thành thông biến hóa của phật làm thẻ 10. hoặc dùng nhật luân mani bóng làm thẻ hoặc dùng bóng rất vi tế làm thẻ hoặc dùng tất cả bóng diễm làm thẻ hoặc dùng đồ thứ hương làm thẻ hoặc dùng tất cả mũ hoa bóng làm thẻ hoặc dùng ảnh tượng tất cả bóng làm thẻ hoặc dùng tất cả trang nghiêm sở thị hiện làm thẻ hoặc dùng một tâm niệm pháp thị hiện cảnh giới làm thẻ hoặc dùng hình bóng Bồ Tát làm thẻ. Hoặc dùng nhị hoa bóng làm thẻ. Hoặc dùng lời nói âm thanh của Phật làm thẻ. Thế giới hải này lại có 10 thứ làm thẻ. Một, hoặc dùng bóng rất vi tế làm thẻ. Hai, hoặc dùng quang diễm tất cả bóng làm thẻ. Ba, hoặc dùng đồ thứ hương làm thẻ. Bốn, hoặc dùng mũ bóng. Mũ làm bằng tất cả hoa bóng làm thẻ. Năm, hoặc dùng tất cả ảnh tượng bóng làm thẻ. Sáu, hoặc dùng tất cả sự trang nghiêm thị hiện làm thẻ. 7. Hoặc dùng một tâm niệm pháp thị hiện cảnh giới làm thẻ 8. Hoặc dùng hình tướng Bồ Tát bóng làm thẻ 9. Hoặc dùng nhị hoa sen bóng làm thẻ 10. Hoặc dùng tiếng nói của Phật làm thẻ Điện Phật của Chùa Kim Sơn chúng ta có người nhìn thấy vạn luồng kim quang, có người nhìn thấy trên lòng bát bộ. Cảnh giới này ai thấy được, bạn không cần hỏi. Bạn muốn nhìn thấy, bạn sẽ tự nhìn thấy được. Bạn chẳng nhìn thấy, bạn lo việc đâu đâu, mà hỏi ai nhìn thấy được để làm gì? Vậy hòa thượng nói ra để làm gì? Đây là tôi nói ai kêu bạn nghe, bạn có thể không nghe. Trong giảng đường, trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân. Người có trí huệ thì học ra trí huệ, người có nhân từ thì học ra nhân từ. Tùy theo căn tánh mà đắc được pháp ích khác nhau. Kinh có nói, Phật dùng một âm thanh dễ nói phát, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Một đạo lý mà có nhiều sự hiểu biết khác nhau nhưng phải có sự giải thích tránh trì, tránh kiến, không thể có sự giải thích tà tri, tà kiến. Bằng không thì đi vào bằng môn tà đạo, hậu quả không thể lường, rất dễ lầm vào đường tà, càng đi càng xa nhà. Lập tức giác ngộ thì còn có thể cứu vãn, không đến nỗi rớt vào vực thẳm. Bây giờ Bồ Tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oan lực của Đức Phật qua sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: